Dạ, mình chào quý cô chú anh chị ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em mừng. Thì như quý cô chú anh chị đã thấy chia sẻ cái clip quay vườn báo giá, thì hôm nay bứng về like mã số cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn những cây lẻ ha. Và đặc biệt sỉ thì quý cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho em Văn Mừng nha. Rồi, chào mừng. Dạ, em chào anh Thái và chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, an lành. Con Quỳnh Trân Mừng hôm nay có gì cái luôn Mỹ Hồng á. Thì địa chỉ của con là ấp Thanh An, xã Thanh Trung, Cẩm Giò, Đồng Tháp ạ. Số điện thoại là 0338393029 là con số Zalo của con. Hôm nay con về lô Mỹ Hồng là con báo giá sỉ lẻ từng cây hạt số lượng. Cô chú anh chị tham khảo và ủng hộ kênh Hóa Thái ạ. Rồi, đầu tiên mình lên mã số 1 ha. Dạ, tại cái vị trí chặt chậu nên con lên đại khái khoảng 20 mã. Đó. Thì Mỹ Hồng của con thì không có lô con có quay anh Thái đó. Thì con bứng về hôm nay nè, cái phơm tàn của con thể loại vậy đó. Tại con đo hoành nó hơi khó khăn, có gì sai sót cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho con. Rồi, chiều cao anh Thái. Rồi, đầu chiều cao tán ngang của em. Cái chiều cao được 130. Rồi, tán ngang là hết thước. Luôn này nó đang lên búp. Ờ, quý cô chú, quý cô chú anh chị mình có thấy cái clip chia sẻ vườn thì quý biết ha, cây phơm tàn rất là to. Thoát thăng được 50-57. Tại cái hoành con này hơi lớn tàn con cặp cây á, nên đo nó hơi chậm trễ của chú anh chị thông cảm bỏ qua. Dài hoành 15. Mã số 1. Dạ, mã số 1 là con dao giao lưu là 700.000 con bao ship toàn quốc ạ. Cây bao sống bao ship của anh chị. Thì quý anh chị mình chưa biết cách thần thì cứ liên hệ cho em mừng sẽ tư vấn cho quý cô chú anh chị em mình ha. Mã số 2 chưa hẹn từ anh dán tàn nó đừng để mua bưng đi anh dán được. Dạ, mã số 2 quá trời cái tàn rồi, tại cái lô này khung tàn lớn á, chiều cao 150. Mã số 2 chiều cao 150, tán ngang thì múc thước có thể là tán ngang 150-160 của chú anh chị ơi. Thoát thăng là được 48-49 cm. Đây, cái hoành này nè, con đo không được nè. Con đo đại khái trên đi con. Hoành cũng 15. 15 rưỡi tính 15 ha. À. Cây rất là năng cây quý anh chị. Dạ. Dạ, mã số 2 con Zalo là 700 bao ship luôn. 700.000 bao phí ship, bao sống cho quý cô chú anh chị mình. À, đặc biệt thì quý anh chị mình lựa chọn những cây này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số Zalo để được hỗ trợ thêm nha quý. Dạ, tại con làm cái chỗ chặt chậu nên cô chú anh chị thông cảm ô ha. Xí xái. Thôi, cái tàn còn có gì nè. Cái tàn còn có gì luôn. Tàn tròn xoe ha. Này trồng cái đợt đầu quý anh chị. Trời lỡ rồi. Đứng nhìn thấy kìa, đứng nhìn đi. À, chiều cao 130. Dạ, tán ngang cũng 140-150 nha. Tại con còn chưa xả tàn hết á. Cái chỗ của con nó hơi chặt, con quay đại khái. Con chú anh chị có cần sỉ lẻ thì cứ liên hệ với nhà vườn con. Hoành 15 luôn. 15 rưỡi tính 15 của anh chị, cây rất là năng à. Dạ. Thoát thăng là được 36 mà cây cực năng luôn các chú ơi. Quá trời. Dạ, cây số 3 là cũng 700.000 con bao ship luôn. Tại cây này con cun rồi nha, con cun nó gì cái vàng tàn rồi á. Dạ, mã số 4. Đặc biệt cái lô này quý anh chị mình là có lấy sỉ 10 cây 20 cây thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Dạ. Ha. Chiều cao là được 150. Tán ngang là hết thước của chú anh chị ơi. Thoát thăng là được 49. Tay cạnh rất là nâng. À. Dạ. Chậu chỗ đó là đừng quay. Chỗ đó đó. Thấy bít thêm keo rồi. Nó chả khó đâu. Phần này cũng 15 luôn. 14 nè. Gần 15 á. Tính 14 ha. Dạ. Dạ, cây này là mã số 4 phải không? Mã số 4. Mã số 4 là giá là 550 bao ship nè. 550.000 quý anh chị. Dạ. Bao phí ship, bao sống nha quý anh chị mình ha.
Mã số 5. Chiều cao là 135. Và tán ngang là cũng 140 đi. Con tính như dư để dễ. Thoát thăng là được 34. Sát sát vô nghe. Rồi bằng 15 gữ. Dạ, mã số 5 là con giao lưu là 700.000 bao ship nè. Quá trời, cái tàn con chưa cool gì hết. Cô chú anh chị có sỉ lẻ 50 cây, 20 cây thì cứ liên hệ con báo giá trực tiếp luôn cho liên hệ con giá tốt. Cái này chỉnh quá. Chiều cao hết thước rồi. Là 8.150. Cái này đi chắc con cun nhẹ đó chú chị. Khi đo vậy đó, cun nhẹ lại là khi nó không có cây mà một người chịu không nổi luôn. Quá trời cây vậy. Nó cứ dịnh mặt. Cây là thoát thang là 34 nè. Quá khô lợi. Cái quanh 16. Dạ, cây này là mã số 6. Cũng 700.000 bao ship luôn. Bao phí vận chuyển về tận nhà quý anh chị mình ha. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7. Coi hướng nào được chứ. Cái một cốt thoát thân cao form toàn đặc. Ở chiều cao 135. Rồi tán ngang là tầm khoảng 140-150 nè. Để con ba hết thước không bằng đó báo 140 đi. Thoát thăng là được 53. Giờ quanh 14. Rồi cây đây là mã số 7, 550k bao ship. Chạy mã số 8. Đứng không? Dạ, chiều cao là 145. Dạ, tán ngang là cũng hết thước nha. Khi đi vận chuyển con có cuôn tàn xương xương lại. Cô chú anh chị có gì hơi hụt chút xíu không cảm ơn qua cho con. Dạ, thoát thân là được 52. Đồ này một cốt rất là sạch quý anh chị. Dạ, tại về là chưa có làm kịp, đường ở nhà cũng hơi chặt thôi chứ anh chị không cảm. Dạ, quanh 14. Dạ, cây mã số 8 là 550k bao ship. Rồi, mã số 9. À, chiều cao là 150. À, tán ngang là 140. Phong tàn phải nó rất là đặc. À, thoát thăng 60. Này, con này chống đồ quành. Dạ, 14 quành. Dạ, mã số 9 là cũng là 550k bao ship. Quá trời. Dạ, mã số 10. Cây lùng lực thoát thăng không phải nhìn có 3 tấc nè. Quá trời cây à. Phồng tàn rất là tròn ha. Chiều cao 130. Tán ngang thì tầm khoảng 160-150 luôn. Thoát thăng được 30 cm, 31 tính 30 thôi. À, cây hoành gần 15 nha. Mã số mấy à? Mã số 10. Dạ, mã số 10 cái này là 600.000 bao ship.
để thoát thân ngắn luôn. Mà số 11 cây số 11 con tàn, cái dạng tàn, nó dạng tàn con rồi đó. Con thử một hai cây coi chú chị ơi, con gò mà chiều cao vẫn còn 130, dạ 8.140, thoát thân là 55. Lô này thoát thân một cốt rất là sạch mấy chị, không có tì vết luôn. Dạ quanh 14. Dạ mã số 11 là 550k bao ship. Mã số 12. Dạ chiều cao đúng không được rồi. Dạ chiều cao 130. 8.000 là 150 luôn chứ nha. Thoát thăng là 38. Mất cái hoành này mới sờ đo 3 cây nè. Dạ cây hoành là hoành 16 nè. Mã số 12 là 700.000 bao ship nè. Số 13. Cây rất là nặng anh chị. Cây toàn quá sáng luôn, đụng nóc luôn. Dạ chiều cao là 148, 8.000 là hết thước luôn chứ nè, còn dư nè. Đã thoát thang là được 37 rồi chứ. Dạ cây được hoạch 16 gữ. Dạ mã số 13 là 700.000 bao ship. Quá xá cái phần tàn anh chị thấy. Dạ con bán có nó có hai xây giá hả? Và mã số 14. Dạ chiều cao là 145. Dạ 8.000 là 150. Lô này đang lên cơ bắp anh chị. Thoát thân là 45. Nhưng mà hàng nóng này về anh chị mình cứ con tàn lại ha, mình thuần lại để mát. Dạ quanh gần 14. Tính 13. Dạ. Mã số 14 là 550g bao ship. Tại bên con bán bao sống bao một tháng cho cô chưa nha. Trong quá trình mà thường chậu á, có cây có trục trặc gì cứ liên hệ nha nhà vườn. Quá trời cái tàn. Mã số 15. Chiều cao 135. 8.000 là được 135 luôn. Thoát thăng 62. Dạ quanh 15. Dạ mã số 15 là 550k bao ship. Ở đâu? 700.000 cho lộn. Mã số 16. Chiều cao là 145. Rồi 8.000 là khoảng 160 ha. Hết thước luôn bằng dư khúc. Phồn tàn rất là tròn ha. Thoát thăng là được 45. Dạ 15 hoành. Mã số 16 là 700.000 bao ship. Dạ mã số 17. Bên kia bây giờ dạ chiều cao được 140, 8.150. Thoát thăng 44. Ở cây là hoành 15 nè. Mã số 17 cũng 700.000 bao ship. Mã số 18.
hết biết cái tàn của chú anh chị ơi. À, chiều cao là 150 á, tán ngang hết thước luôn, còn dương khúc luôn, 1.5 m, 1.6 m à, thoát thân được 42. À, cái bánh 16 và số 18 cũng 700.000 bao ship luôn. Cái dạng tàn này khi vận chuyển con cua nhẹ nha, chỉnh sửa lại cho nó an toàn gửi cho chú anh chị. Xoay à? Mà số 19, mà số 19 lá xanh đen ha. Lô này nó đang rớt được bông mà nó đang bắn chồi lại anh chị. Rồi, chiều cao 140 và tán ngang tầm khoảng 160. Một cốt rất là sạch, thoát thân được 48. Giá bạn 15, mã số 19 có 700.000 bao ship ạ. Rồi, và mã 20 là cũng là cái mã cuối nghe con, lên đại diện 20 mã. Cô chú anh chị thương tình ủng hộ hoặc có sỉ lẻ thì liên hệ với nhà vườn. Đó, chiều cao là 140, tán ngang là tầm khoảng 160 hết thước rồi. Thoát thân được 28 cm nè. Lùng lực ha. Lùng lực. Giá bạch 15 luôn. Giá mã số 20 cũng 700.000 con bao ship ạ. Giá cũng là cây cuối lai. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, ăn lành, ủng hộ con clip này. Hoặc cô chú anh chị có sỉ lẻ thì con chưa có xả tàn hết á, thì cứ liên hệ kéo số cây ra luôn. Kéo đại diện cây ra còn cái tàn á. Tàn anh chị mình thấy bó rồi là cái tàn nó rất là đặc ha. Tại vì được, cũng còn bó rất là nhiều. Mình lên mà chỉ bên... 20 mã số đại diện, quý anh chị nào cần thêm ngoài thì cứ liên hệ ha. Về tầm khoảng 70-80 cây á. Đây, thân rất là nâng cây quý anh chị. Tô này đế nè, một nồi đế luôn nè. Thì quý cô anh chị mình có xem clip vườn hai anh em chia sẻ thì quý anh chị mình cứ liên hệ ha. Dạ, cây nóng bên con thì cũng bán bao sống cho cô chú chị 1 tháng, có gì thì cứ liên hệ với con. Rồi, cuối clip chúc chị nhiều sức khỏe, ăn lành ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo ha.